5 lý do tại sao bạn lại phải bắt tay vào làm nội thất ngay ngày hôm nay nếu muốn có một căn nhà đẹp để đón Tết Nguyên Đán năm 2023. Sau khi mà bạn biết được 5 cái lý do này, tôi tin rằng nó sẽ thúc đẩy bạn hành động và bạn để bạn trở nên tuyệt vời. Sẽ bạn sẽ có được rất là nhiều lợi ích. Đầu tiên đó là khi mà bạn hành động ngay hôm nay thì bạn có thời gian để mà chỉnh đốn cái công việc của mình, sắp xếp cái công việc của mình, lên kế hoạch và bạn cân đối được dòng tiền. Thì cái đó là cái lý do đầu tiên, thời gian nó vừa đủ và nó để cho bạn sắp xếp hợp lý. Lý do thứ hai là mùa này là cái mùa có thể là bạn mua được cái những sản phẩm giá rẻ với nhiều cái chương trình khuyến mãi của các nhà sản xuất, các cái thương hiệu họ đưa ra. Ví dụ như là có những cái ngày Black Friday hay là ngày 11 tháng 11 hay là ngày rất là nhiều cái ngày off trong những cái ngày khuyến mãi lớn ở trong năm, thì đây là cái thời điểm mà hợp lý để mà bạn lên kế hoạch và bạn chuẩn bị cho mình nâng cấp cái căn nhà của mình, sửa chữa căn nhà của mình, bạn nên làm cái gì và nên phân bổ công việc ra sao. Thì đó là cái lý do thứ hai. Cái lý do thứ ba là bạn dễ dàng tìm người hơn so với là cái việc là bạn để cận Tết thì bạn mới làm. Lúc đó tất cả mọi người đều muốn làm, nhưng trong giai đoạn cận Tết họ cũng muốn sơn nhà, họ cũng muốn sửa nhà, họ cũng muốn mua cái nội thất này, họ cũng muốn sửa cái nội thất kia, họ muốn làm việc nào việc kia, thì tất cả mọi người đều dồn dập, chưa nói là những cái công trình xây dựng ở cái giai đoạn cuối năm là họ phải hoàn thiện rất là nhiều. Thì điều đó tất cả mọi người đều cùng làm và bạn khó khăn trong cái việc là bạn lựa chọn người và bạn tìm kiếm người có tay nghề cao, làm chất lượng đẹp và thẩm mỹ tốt cho bạn, thì lúc đó chúng ta sẽ gặp khó khăn ha. Hoặc là chúng ta nếu tự làm thì chúng ta gấp quá chúng ta cũng làm không kịp. Lý do thứ tư là khi mà bạn có nhiều thời gian và thoải mái như vậy thì giúp cho bạn là bạn có thể là trông coi các công việc đó nó được sắc sảo, sắc nét, lên cái công việc tầng cái mọi thứ, bạn giám sát các quy trình làm việc và bạn đi theo từng bước, bạn làm được cái tối độ tỉ mỉ. Khi mà chúng ta còn có gấp gáp quá thì chúng ta không thể hối được, hối họ làm không đẹp, hoặc là chúng ta làm không đẹp thì đổ thừa là tại vì tôi có ít thời gian, có cái việc này gấp gáp quá tôi làm được. Và rõ ràng khi mà chúng ta có nhiều thời gian hơn thì chúng ta làm việc nó tỉ mỉ hơn, sắc nét hơn, giúp cho chúng ta có được những cái không gian đẹp hơn, những cái màu sơn nhà hay là những cái đường nét sắc nét lúc nào nó cũng đẹp hơn, trở nên tuyệt vời hơn. Thì đó là lý do thứ tư. Và lý do thứ năm đó là bạn có được cái thời gian dài để mà bạn sắp xếp, trong cái trường hợp là bạn muốn tự làm, bạn muốn tự làm những cái công việc này, thì bạn có một cái thời gian dài là bạn biết được tuần này chúng ta nghỉ thì chúng ta sắp xếp làm gì, thứ bảy chủ nhật tuần này ta nghỉ thì ta làm cái gì ở cái giai đoạn này. Hoặc chẳng hạn như là bạn sơn lại từ nhà thì tuần này chúng ta sơn cái phòng ngủ bên này và chúng ta tuần khác chúng ta sơn cái phòng bên khác, thì nó có cái thời gian để mà bạn thông thả các công việc này. Khi là chúng ta làm sơn ngoại thất, khi là chúng ta làm sơn nội thất, hay là sơn trần, hay là sơn tường, chúng ta cắt cái bước khác nhau để chúng ta có cái thời gian. Chẳng hạn đó là tôi lấy ví dụ trong việc sơn. Ngoài ra thì bạn cũng có thể làm những cái công việc khác, chẳng hạn như là bạn dọn dẹp bàn ghế, tủ quần áo, hay là bạn sửa sang lại tủ quần áo, sửa sang lại nội thất, các cái đồ vật dụng của mình trong nhà, thì bạn hoàn toàn có thể suy nghĩ và để mà biến cái điều này nó trở nên đơn giản ha. Ngoài 5 cái lý do nó ra thì còn có một cái lý do mà tôi muốn nhắc nhở các bạn. Lý do này nó cực kỳ là quan trọng. Đó là các bạn hãy chú ý đến cuộc sống của mình hiện tại và bạn hãy rõ ràng là chúng ta đang, Việt Nam chúng ta đang phát triển lên từng ngày, chỉ số GDP và chỉ số tăng trưởng rất là cao. Chúng ta cũng đã mừng là có thêm một tỷ phú trong ngày hôm nay đúng không ạ? Chúng ta có thêm tỷ phú thứ 7 của thế giới. Thì rõ ràng Việt Nam chúng ta đã phát triển rất là nhiều và cuộc sống của chúng ta đã tăng trưởng lên. Vậy thì không có lý do gì để cho kéo bạn giữ lại cái con người cũ ngay ngày hôm qua là xề xòa và ể oải là bê bối. Rồi bạn hãy nâng cấp cái cuộc sống của mình lên để bạn có những cái dịch vụ xứng đáng với con người của mình. Vì chúng ta làm ra nhiều tiền để làm gì? Có nhiều cái cơ hội rất là nổi tiếng đúng không ạ? Thì chúng ta nâng cấp cái cuộc sống của mình lên để cho gia đình của mình được hạnh phúc hơn, con cái của chúng ta, người nhà người thân yêu của chúng ta có được cái cuộc sống chất lượng hơn, không thể xài mãi một cái món gì đó nó cũ kỹ và nó tù tàn. Để như vậy thì vậy đây là những cái lời nhắc nhở các bạn để nâng cấp lên mình lên. Và khi mà chúng ta nâng cấp lên mọi thứ xung quanh thì chúng ta trở nên tuyệt vời, thì rõ ràng là chúng ta đã bước thêm lên một trên cái tầng ở trong cái cuộc sống mới và chúng ta rõ ràng là tư duy chúng ta thoải mái hơn, mọi thứ chúng ta xung quanh chúng ta trở nên là nó đáng yêu, mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn đối với chúng ta. Chúng ta sẽ nhìn nhận mọi thứ cảm giác. Thì đây là 5 cái lý do và một cái điều quan trọng ha, nên ghi nhớ. Thì với những cái chia sẻ vừa rồi thì tôi hy vọng sẽ giúp bạn, thúc đẩy bạn nhanh chân hành động. Khi mà ở những giai đoạn cuối năm này bạn hoàn toàn có thể làm những cái công việc. Nếu bạn gặp khó khăn vì ở trong cái việc mà khi Tết thì mà chúng chưa biết làm ở đâu, chưa biết làm gì, thì hoàn toàn bạn có thể bấm vào đường link đăng ký kênh của tôi, ông Bắc Sơn. Và trong video tôi có rất là nhiều đề tài mà chia sẻ cho các bạn liên quan đến là sơn nhà,
liên quan đến là sơn tường trong, sơn nội thất, sơn ngoại thất, sửa nhà, kể cả là các vấn đề về phong thủy, bạn là nên sơn, nên chọn màu, nên bố trí phòng ra làm sao và cho nó phù hợp. Thì tôi tin rằng là có rất là nhiều kiến thức ở trên kênh Ông Bán Sơn sẽ giúp cho các bạn và người thân của bạn. Nếu bạn thấy đây là một video có ích và hay thì hãy bấm like và share cho nhiều người, những người mà bạn yêu đó, những người mà bạn mến, những cái mối quan hệ của bạn cảm thấy là họ cần cái điều này thì hãy bấm share cho họ. Cảm ơn bạn đã đăng ký kênh của tôi. Trường hợp là bạn đã chưa đăng ký kênh của tôi thì bạn hãy dành cho tôi một nút đăng ký để ủng hộ kênh, để tôi có nhiều động lực hơn, ra nhiều video có ích hơn cho mọi người trong thời gian sắp tới. Cảm ơn các bạn, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.